Rồi, chuẩn bị đi hái nấm nè cả nhà ơi. Giờ này tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Nấm bây giờ cỡ này là hái được rồi nè. Giờ này hái là sáng mai khoảng 3-4 giờ sáng giao cho khách là ok. Đây, đẹp không? Đây là cái trại mà mình review cho cả nhà là cái trại mà tận dụng đó, thấp lắm. Đụng mất máy rồi, khá là thấp, nhưng mà bây giờ nắm ra như thế này là cả nhà đánh giá như thế nào? Ổn chứ? Lối đi hơi chặt nên là nhiều lúc không có đi rong được nhiều mà để quay cho cả nhà xem, vì cứ đứng nhích nhích một góc thôi. Đẹp đó. Ban đêm vào đây mà mình rọi cái đèn pin á, nên là thấy cái khói nó bay quá trời luôn. Sẵn hôm nay thì mình mới sực nhớ ra, mới nhắc cái vụ khói mình mới nhớ ra. Cách nay khoảng 2-3 hôm gì đó, có một chị khách hàng, chị cũng trồng nấm, nhưng mà lần đầu tiên chị trồng. Khi mà vào thu hoạch á, thì chị thu hoạch cũng cùng lứa này nè, nhưng mà chị rút ra trước á, rút ra tới 3 đợt lận, nên chỉ thu cách này cũng khoảng 2-3 ngày á. Chị cũng có hỏi, chị kêu chuyện ơi, sao tự nhiên chị vào chị hái nấm mà chị khó thở, và nó cảm giác nó bần rần, nó ngứa ngứa trong người. Chị mới hỏi là lý do tại sao. Thì sẵn hôm nay cái video này mình chia sẻ luôn nè. Cái đó là cái lần đầu tiên á, chị ngửi trúng cái bào tử nè. Ban đêm thì bào tử nó phát tán, với lại lúc mà nấm nó càng nở thì nhiều bào tử. Nên là chị hít phải, có lẽ là lần đầu tiên nên chưa quen, nó sẽ bị dị ứng, hoặc là cũng có thể là cơ địa của chị là nó không hợp với cái bào tử nấm này, nên khi hít phải thì nó, thứ nhất là nó khó thở, nó mệt mệt á, thở tức ngực á. Cái thứ hai nữa là có khi cũng bị ngứa nữa nha. Nên là đặc biệt là ngứa, nhất là mũi á, tay chân nữa, nó bám lên có khi nó nổi mẩn đỏ. Nhiều lúc là anh em mới trồng nấm thì chưa chưa hiểu cái vấn đề này, nên là mình cũng xin chia sẻ thêm là ví dụ như ai ngửi quen rồi không sao, như mình đây thì thoải mái rồi, còn anh em mà mới lần đầu á, thì lạ quá thì khi vào trại nấm mình tốt nhất mình đeo khẩu trang hay nấm và hạn chế đi. Nói chung là nếu mà mình đã biết bị giá này thì mình hạn chế vào trại nấm luôn, lúc mà nấm nở như thế này nhường cho ai hái đi, chứ mà nói chứ cũng khó lắm cả nhà, vì thấy ra nấm như thế này là ai không ghiền đi hái, đeo khẩu trang với kính kính là ok. Dạ, chứ còn vài ba lần nó quen à, trừ khi cơ địa của chị mà không quen nữa thì hạn chế nha. Còn khi mà mới bị thì chắc cũng phải dùng kháng sinh, mua thuốc dị ứng uống vô quá. Rồi, đó là những điều mình chia sẻ, chứ còn tùy cơ địa mỗi người mà có mỗi cái cách mà trị và phòng. Nhưng mà theo mình nghĩ đó là do chắc lần đầu tiên á, ngửi lạ, ngửi hoài nhưng mình cũng quen luôn, chai mũi luôn. Thôi, nấm này ra xum xê gì đặc. Bây giờ mình sẽ đi hái nấm nha cả nhà. Ui, bào tử nó bay quá trời quá đất. Đây là bào tử nha, hay là gọi là khói nấm cũng được. Để bạn nha, chục mình đi cái lùi mình sợ ở sau nó đụng trúng. Có mấy bà đây, thấy rồi nha. Hàng gì nhiều lúc mình hái mình thấy có vài cái nấm rồi, thôi để tí mình đi giải quyết nó. Lùi lùi không cùng à. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Đây là chủ yếu là mình review sơ sơ, chuẩn bị mình đi hái nấm thôi chứ cũng không có gì. Rồi, bye bye, chúc cả nhà sức khỏe nè.